Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, Linh Mục 1756-1798. Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu sinh tại làng Kim Long, Phú Xuân, Huế, thuộc Tổng giáo phận Huế ngày nay. Cha của Ngài là ông cai Nguyễn Văn Lương, một võ quan phò chúa Nguyễn. Trong một trận giao tranh ác nghiệt với quân Tây Sơn, ông đã tử trận. Cậu Triệu sớm mồ côi cha và được xếp vào số các nghĩa tử của các gia đình tử sĩ. Sau khi cha tử trận, cậu sống với mẹ ở Thợ Đúc, rồi năm 1771 cậu gia nhập quân đội lúc 15 tuổi. Năm 1774, anh Nguyễn Văn Triệu cùng các bạn đồng đội tiến chiếm Phú Xuân, nhưng sau đó Tây Sơn từ miền Nam tiến ra đánh chiếm lại được Phú Xuân năm 1786, thì vệ binh Nguyễn Văn Triệu, theo chủ của mình là Trịnh Khải, rút về Thăng Long. Thừa thắng xông lên, tháng 6 năm đó quân Tây Sơn lấy lý do phò Lê diệt Trịnh, hung hăng tiến quân đánh thẳng ra Bắc. Quân Tây Sơn mạnh như vũ bão, Trịnh Khải hốt hoảng mổ bụng tự tử. Vua Lê Cảnh Hưng qua đời, Lê Chiêu Thống lên ngôi. Miền Bắc lại xảy ra cuộc nội chiến giữa hai phe, Trịnh Lệ và Trịnh Bồng. Trước cảnh nồi ra sáo thịt, anh em giết nhau như thế này, đã làm cho anh vệ binh Nguyễn Văn Triệu suy nghĩ và đưa tới một cuộc đời hoàn toàn đổi mới, khiến nhiều người ngỡ ngàng khó hiểu. Từ một anh vệ binh phò Lê diệt Trịnh, tiến tới một linh mục của Chúa để phục vụ tha nhân. Năm 1786, bước vào tuổi 30, với 15 năm trong binh nghiệp, anh vệ binh Nguyễn Văn Triệu xin giải ngũ và trở về đời sống dân sự. Anh sốt sáng đi tham dự thánh lễ hàng ngày và chăm chỉ đọc kinh sáng tối, cầu xin Chúa cho biết ý Chúa trong việc định hướng cuộc đời. Anh may mắn gặp được một linh mục thừa sai dòng Chúa Giêsu làm việc truyền giáo ở Hà Nội. Anh nhận Ngài làm cha linh hướng, cha hướng dẫn và giúp anh lựa chọn hướng đi cho cuộc đời. Vị linh mục thừa sai này giới thiệu anh với Đức Giám mục địa phận Đông Đằng Ngoài là Đức cha Obelai Khâm. Đức cha tiếp xúc với anh và thấy anh có một ước mong mạnh mẽ là muốn trở thành linh mục để phục vụ Chúa. Đức cha cho anh vào chủng viện Trung Linh, học triết học và thần học. Khi đã hoàn tất chương trình triết và thần học năm 1793, sau 7 năm tu luyện các nhân đức và trau dồi kiến thức, thầy Emmanuel Nguyễn Văn Triệu được lãnh chức linh mục và qua bàn tay Đức cha Alfonso Fe, khi ấy Ngài đã 37 tuổi. Triệu chức linh mục ở tuổi 37, cha Emmanuel Triệu đã thu thập được rất nhiều kinh nghiệm trong suốt 15 năm quân đội, cũng như những năm học tập trong chủng viện. Nhờ đó, sau khi lãnh chức linh mục, cha đã rất thành công trong sứ vụ linh mục. Trong những công tác mục vụ đó đây, đâu đâu cha cũng gặt hái được những thành quả rất đáng khen ngợi. Đức giám mục cũng như các đấng bề trên rất hài lòng về những thành quả trong đời mục vụ của cha. Cha làm việc gì cũng ngăn nắp, thứ tự và có phương pháp theo kiểu nhà binh. Đường lối phải rõ ràng, minh bạch, nhưng cha lại biết dung hòa trong sự uyển chuyển rất dễ thương. Nhờ vậy mà những người cộng tác với cha ai cũng cảm thấy thoải mái. Được như vậy có lẽ một phần cũng nhờ sự khiêm tốn, vui vẻ và hài hòa của cha nữa. Vào những năm 1792-1802 dưới triều vua Cảnh Thịnh, tình hình chính trị trong nước dần dần trở nên sôi động. Nguyễn Ánh củng cố và tổ chức quân đội hùng mạnh chiếm đóng lại Gia Định, rồi cứ tới mùa mưa to gió lớn thì kéo quân ra đánh Huế, yểm trợ cho quân đội của Nguyễn Ánh. Có một số quân nhân của Pháp do sự móc nối của Đức cha Bá La Lộc. Vua Cảnh Thịnh biết được việc này thì sinh lòng ác cảm với Đức cha Bá La Lộc, rồi ghét luôn cả đạo Công giáo. Nhưng rất may mắn là trong triều có quan thượng thư tên là Hồ Cung Điều, là người Công giáo. Quan thượng điều trình bày lý lẽ và cắt nghĩa cho vua rằng đạo Công giáo dạy trung quân, hiếu phụ, chớ có bao giờ đạo Công giáo dạy làm giặc. Vua nghe thì an lòng, nhưng trong triều lại có tên Lợi là quan nội hầu rất ghét người Công giáo, nên y tìm mọi cách to nhỏ gièm pha đạo Công giáo. Nhiều lần đã làm cho vua xiêu lòng. Thế rồi việc bất trắc xảy đến, đó là người ta bắt được một bức thư của Nguyễn Ánh viết cho Đức cha Lamberta Bình, giám mục địa phận Đằng Trong ở Phú Xuân, khiến vua thêm nghi ngờ đạo Công giáo nối giáo cho giặc. Thế là ngày 8 tháng 8 năm 1798, vua ban chiếu chỉ cấm đạo và truy giết tất cả các đạo trưởng, đốt phá hết các cơ sở của Công giáo.
Trong lúc đó, cha Emmanuel Nguyễn Văn Triệu vì đã lâu ngày chưa về thăm mẹ già, nay cha về làng Thợ Đúc, xã Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sau 12 năm mẹ con gặp lại nhau, thật vô cùng cảm động. Mẹ đã già thêm 12 tuổi đời, đôi mắt thêm mờ, tóc đã đổi màu quá nhiều, còn con cũng đã già thêm đi nhiều. Nhưng đã chững chạc trong bộ áo linh mục của Chúa, cha quặn đau khi thấy mẹ già phải ăn nhờ ở đậu người cùng xóm. Trước cảnh nghèo khổ của mẹ và lòng hiếu thảo của con, cha Emmanuel Triệu định ở lại một thời gian tìm cách dựng cho mẹ một căn nhà nhỏ, đồng thời cũng có dịp đi thăm viếng các gia đình công giáo trong vùng và dâng lễ cầu nguyện chung với họ. Nhờ những cuộc thăm viếng, dâng lễ và cầu nguyện chung tại đây, cha cũng tạo được cảm tình và những liên hệ tốt đẹp. Theo sắc lệnh của vua, nên bất thần ngày 7 tháng 8 năm 1798, các quan cho 200 quân lính chia làm 4 đội, mỗi đội 50 người về bao vây các giáo xứ vùng Kinh Đô để truy lùng các thừa sai đạo trưởng. Tại giáo xứ Thợ Đúc, các quan cố ý vây bắt cha Nhơn là cha xứ tại đó, nhưng cha Nhơn đã được quan thượng điều bí mật báo cho biết nên cha đã kịp thời trốn thoát. Riêng cha Emmanuel Triệu vì mới về với mẹ già, quan thượng điều không biết nên không kịp thông báo cho cha. Bao vây giáo xứ Thợ Đúc, quan quân bắt tập trung tất cả mọi người, trong đó có cả cha Triệu. Quan tra hỏi từng người về các đạo trưởng. Khi quan hỏi cha Emmanuel Triệu thì ngài tự xưng mình là đạo trưởng. Biết chắc ngài là linh mục, quân lính vui mừng bắt trói ngay rồi dẫn ngài đi. Khi thấy con bị bắt, bà mẹ nức nở khóc. Ôi con ơi, con về thăm mẹ làm gì để bây giờ người ta bắt con? Mẹ đau lòng lắm, Chúa ơi, người ta bắt con của con, linh mục của Chúa rồi, Chúa ơi. Cha bình tĩnh và âu yếm nói với mẹ, Thiên Chúa đã ban cho con được diễm phúc làm chứng cho ngài, con vui mừng tạ ơn Chúa, mẹ đừng khóc nữa, mẹ hãy cùng con cảm tạ Chúa, mẹ đã dâng con cho Chúa rồi cơ mà. Sau đó, quan quân giải cha về tống giam trong ngục. Trong ngục tù, ban ngày, ngài phải đeo gông nặng nề, tay chân phải xiềng xích, ban đêm thì cùm hai cổ chân vào xà lim, chịu ruồi, muỗi và bọ cạp, rắn rết cắn đau đớn, nhưng vì bị cùm không có cách nào cựa quậy được, thật là khổ sở. Ấy là chưa kể tới những trận đòn dữ dội do bọn lính theo lệnh các quan đánh mỗi ngày. Khi phải hầu tòa, các quan điều tra lý lịch. Quan hỏi ngài thì ngài trả lời, tôi sinh quán tại Phú Xuân, vì nhà nghèo tôi phải ra đàng ngoài để tìm kế sinh nhai, rồi may mắn được học giáo lý về đạo, và về sau này tôi học thêm để làm linh mục. Các quan lại hỏi, thầy có vợ con ở đây hay ở đàng ngoài? Cha cười đáp, tôi không có vợ, vì làm linh mục nên phải sống độc thân. Các quan lại cười, đạo gì mà kỳ cục vậy, làm linh mục thì không lấy vợ. Các quan lại cho lệnh đưa về tống giam trong ngục. Mặc dù ở trong ngục rất khổ cực, nhưng lúc nào ngài cũng tỏ ra vui vẻ, cậy trông phó thác trong sự an bài của Chúa. Có lần một linh mục bạn cải trang vào thăm giải tội cho ngài. Ngài tỏ ra rất cảm động. Bà cố mẹ già cũng nhiều lần lén lút vào thăm và an ủi ngài. Bà cụ nói, hằng ngày mẹ cầu xin Chúa cho con kiên trung chịu mọi hình khổ vì Chúa. Mẹ xin Chúa giúp con trung thành với Chúa đến giờ phút cuối cùng. Cha cảm động nói với mẹ, xin Chúa giữ gìn mẹ bằng an, con hứa với mẹ con sẽ trung thành với Chúa cho đến chết, xin mẹ cứ an tâm. Nhờ những lời khích lệ của bà mẹ già, cha lại càng cảm thấy tâm hồn bình an, sung sướng khi nghĩ tới giờ phút được đổ máu mình ra, làm chứng cho đạo Thánh Chúa. Sau 40 ngày giam trong tù, thấy không khuyên dụ được ngài bỏ đạo, các quan lại họp nhau, làm bản án cho voi dày. Nhưng một quan không đồng ý nên vụ án tạm hoãn. Cuối cùng cha bị kết án trảm khuyết và ấn định ngày thi hành án lệnh là 17 tháng 9 năm 1798. Đúng như án lệnh đã định, sáng sớm ngày 17 tháng 9 các quan còn hỏi cha lần cuối. Này thầy, thầy có muốn bỏ nghề đạo trưởng để trở về quê quán sinh sống chăm sóc mẹ già hay không? Nếu thầy muốn, chúng tôi sẽ xin vua tha cho, vì thầy là người Huế mà. Lại một lần nữa, ngài khẳng khái và dứt khoát đáp, thưa các quan, tôi đã thưa rằng không bao giờ tôi bỏ đạo. Tôi là đạo trưởng, nếu vua quan chém đầu tôi thì tôi sẵn lòng chịu, chứ không bao giờ tôi bỏ đạo. Những lời nói trên đây là những lời kết thúc đời ngài.
Đúng 10 giờ sáng hôm sau, quan giám sát cùng với đội quân điều tra Emmanuel Nguyễn Văn Triệu ra pháp trường cùng với 6 tên trộm cướp cũng bị lãnh án tử hình. Trên đường tiến ra pháp trường Bãi Dâu, cha bình tĩnh, hiên ngang bước từng bước, nét mặt tươi vui, miệng đọc kinh cầu nguyện. Theo sau mấy người phụ nữ đi sát bà cụ già bước đi cũng hiên ngang, tuy có vẻ đau đớn, nhưng khi bà cụ nói thì lại thấy phong độ của bà cụ còn rất cao. Khi cố gắng tới gần con, bà nói: "Con ơi, mẹ dâng con cho Chúa. Tuy đau đớn trong lòng nhưng mẹ xin vâng theo thánh ý Chúa. Lên thiên đàng con nhớ cầu nguyện cho mẹ." Cha liếc mắt nhìn mẹ lần cuối, định nói thêm thì tên lính đã đẩy ngài đi xa nên ngài chỉ kịp từ giã mẹ bằng một cái nhìn lần cuối. Mấy người đi theo nói thêm: "Độc ác quá sức, người ta sắp phải chết rồi mà cũng không cho người ta nói với mẹ mấy lời từ biệt." Bọn lính quát lên: "Im lặng, im lặng." Tới pháp trường Bãi Dâu, ngài quỳ cầu nguyện và hướng về đám dân chúng đang đứng nhìn xa xa. Hình như ngài muốn nhìn mẹ ngài nhưng không nhìn thấy. Một tên lính đưa tới cho ngài một quan tiền. Theo thói lệ, để làm gì tùy nghi, ngài cảm ơn và không nhận. Quan giám sát nói: "Của vua ban không được phép khinh thường." Ngài đáp: "Nếu thế thì xin đem phát cho người nghèo." Nghe ngài nói thế, một tên lính tát vào mặt ngài. Quan giám sát trông thấy mắng lại tên lính rằng: "Chưa tới giờ hành quyết, mi không được phép xúc phạm tới thầy như thế." Mắng tên lính xong, quan quay lại nhẹ nhàng nói với cha: "Khi nào tới giờ tôi sẽ báo cho thầy." Cha vẫn bình tĩnh, tươi vui tiếp tục cầu nguyện. Đúng giờ ngọ, tức 12 giờ trưa, quan giám sát nói với cha: "Giờ đã điểm." Quân lính tới tháo xiềng xích và trói cha Emmanuel Nguyễn Văn Triệu. Ngài thản nhiên quỳ xuống chiếc chiếu, bình tĩnh đưa cổ cho Lý Hình thi hành bổn phận. Ba hồi chiêng trống nổi lên. Tới tiếng chiêng cuối cùng, Lý Hình vung cao lưỡi gươm sắt, chém một nhát. Đầu vị chứng nhân của đức tin rụng xuống. Trong đám những người chứng kiến có tiếng kêu lớn: "Giêsu Maria, lạy Chúa tôi, họ chém đầu cha rơi xuống đất rồi." Thế là đám người cả lương lẫn giáo đổ xô vào thấm máu vị tử đạo. Giáo dân họ Dương Sơn săn đón xin thi hài của cha đem về an táng tại nhà thờ họ Dương Sơn. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988.